Thế nhung cả nhà tiệm mèo sen nha. Cả nhà ơi, hôm nay tiệm về một bé mèo anh lông ngắn màu silver tabby tay cụp đây mọi người ơi. Đây, mọi người thấy nha. Trời ơi, không biết nó là con mèo hay là con khỉ nữa mọi người ạ. Nó leo trèo rồi nó nghịch ngợm rồi nó phá phách kinh khủng khiếp. Trời. Rất là lâu rồi mới về được một bé mèo mà có cái tính cách mà nó nghịch ngợm mà nó hiếu động như thế này mọi người ạ. Màu rất là đẹp, sáng, sang, xịn, lông rất là mượt và dày, mắt tròn, tay cụp chắc luôn. Mỗi tội là hơi nghịch. Con quỷ, trời ơi, nó về mà nó chơi mà nó leo trèo nhà, cửa, các thể loại. Đây, mọi người thấy đây. Rất là xinh luôn. Bé này thì khi mà mọi người vắng nhà thì không biết là bé có phá tan thành cái nhà của mọi người không cơ, bởi vì em ý trộm vía là lanh lợi khỏe mạnh, rất là nghịch. Đấy, xinh lắm mọi người ạ. Đấy, xem nào mà muốn một bé mèo mà hướng ngoại mà hiếu động thì đón bé này nha, về phá nhà một tí, nghịch một tí cho vui cửa vui nhà. Xinh lắm mọi người ạ. Lông này, lông rất đẹp, sáng, silver tabby mọi người nha. Tay cụp sát luôn, form to. Bé mèo anh lông ngắn silver tabby này có giá là 5,5 triệu nha mọi người nha. 5,5 triệu cho một em mèo anh lông ngắn silver tabby thuần chủng, mắt tròn xinh, mép dày, form to mập, màu anh mèo luôn. Các bạn mà đón bé thì inbox ngay cho tiệm nha. Mình kết thúc video của em đây. Bye bye mọi người.